Dạ, xin chào tất cả quý bà con đã đến thăm kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ và địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại di động qua số là 0858335778 ạ. Dạ, thì tiếp tục trưa hôm nay em lên cho quý bà con mình một cái con máy cắt cỏ siêu phẩm quý bà con. Nói chung con máy quá là đẹp. Một con máy ba lô ha, đến từ thương hiệu là Maruyama, một con máy của Nhật. Thì máy là máy hàng nghĩa đầy Nhật Bản nha. Thì tình trạng đã qua sử dụng nhưng con máy còn rất là mới. Bản nó là phải trên 90% đúng không con? Con máy là phục con máy đời cao ha, eco đó nha. Thì trước mắt quý con mình là con máy ba lô Maruyama. Thì con này là cái model nó là GKBS2610E nha. Cái con này công suất nó là 26cc, bít tông nó là khoảng 34 ly quý con, chụp giật trợ lực. Con máy là con máy tum rời nha. Thì bà con mình sau này không thích mà sử dụng mà cắt cỏ bao lô đó thì bà con mình gỡ ra lắp cái cần cứng cho xài vẫn bình thường nha. Con máy còn rất đẹp, bà con xem mà. Cái bình xăng lớn á, bình chứa nó rất là lớn nha. Này chứa phải nó khoảng trên 1 lít xăng luôn á, bình rất là lớn. Nên bà con mình chỉ cần chăm xăng một lần rồi xài thôi, rất là lâu mới hết xăng nha. Thì cái dòng này dòng đời cao nha, tiết kiệm thân thiện với môi trường. Thì con máy còn rất là đẹp các con nè. Từng chi tiết bà con thấy nè. Khung gầm nó còn rất là sáng. Từng con ốc nó rất là sáng. Và đặc biệt con này nó sử dụng cái bô là bô inox các con, hay là bô titan nữa. Nó ống ánh lắm. Đây, từng con ốc đây. Thì con máy này sẽ nó cố định trên cái khung nền giống với con ha. Nó chỉ xoay di chuyển lên cái bộ bắp chuối thôi nè, bộ tôm á. Còn cái máy thì đặt cố định, có hệ thống giảm sóc bằng những cái cục cao su nè. Thì cho mà con mình mang rất là êm. Đây, đây có những cái tem vẫn còn mà con thấy ha. Đây, những cái tem nè, số series nè, rồi những cái giấy khai xanh số khẩu này đủ hết ha. Và con này đóng lóc là made in Japan luôn nha con ha, made in Japan luôn nha. Con máy khá là đẹp, hai tầng chi tiết nó còn rất là sáng nè. Thì dây cáp thấy còn nguyên vẹn nha, không nứt không răng gì cả ha, còn hoạt động rất là ok nè. Trên dây cáp nó có đóng made in Japan luôn nha. Và những cái tay cầm như chi tiết nè mà con thấy nè, cũng made in Japan luôn nha. Và đặc biệt con này sử dụng cái tay ga bóp là hệ như các con ha. Có hai ga này, ga lớn ga nhỏ nào mà con có sử dụng cái cò nào cò sử dụng hai cái cùng lúc ha. Và công tắc thích hợp trên đây nha, công tắc nhấn nha. Thì công tắc này rất là ok nè, giúp bà con mình sử dụng rất là tiện thuận lợi ha. Không cần nhớ cái vụ mà bật công tắc hay tắt công tắc ha, chỉ cần nhấn là nó tắt thôi nha. Này trên cần thì nó cần zin theo máy luôn quý con. Đó. Cái model nó là GKBS2610E, có số series mã vạch đầy đủ hết ha. Đây, tem mạc còn rất là sáng, đầy đủ luôn, chuẩn eco thân thiện môi trường. Có cái cây đó, cây ba hai lá. Đầu bò chống dính cỏ, đầu bò zin nha. Một con máy rất là đẹp luôn. Đây bà con thấy nè, cái cặp dây mang đó bà con. Rất là dày luôn, rất là sáng luôn. Maruyama chữ còn đầy đủ ha. Thì bà con mình nhìn thấy cặp dây mang bà con biết chất lượng con máy như thế nào, rất là đẹp luôn. Đây từng chi tiết nè. Lốc rất là sáng luôn. Dây dịch trắng tươi. Đây. Ồ, chạy luôn rồi. Tắt ra. Vô tình nó nổ luôn nha. Đây là cái miếng đệm lưng bằng bằng mod thôi con, hay là bằng gì đó. Rất là êm nha. Bằng da, bằng mod gì đó nó êm lắm. Còn sáng nó đầy đủ nguyên vẹn, ốc ác rồi nó không có bị rụng, không bị bể gì hết á. Nè, cái khung dây mang nè. Rất là chắc chắn. Chụp giật trợ lực luôn. Thì cái con này có một cái điểm đáng tiếc là nó đã bị thay chế mới của con. Tại vì do về nó cấn vận chuyển á, nó cấn nó gãy cái tay ga rồi. Nên em thay cái chế mới sử dụng cho nó ổn định ha. Cũng chế xịn sò chế chim ba nha. Đây số series nè. G305564. 64 Vĩnh Long nha. Rồi, một con máy rất là đẹp. Thì hiện tại em đang ra con máy ba lô 26cc này với giá mong muốn là 2.3 triệu ha. Thì với mức giá 2.3 triệu đó em sẽ bao ship toàn quốc cho quý bà con mình luôn ạ. Thì phụ kiện kèm theo thì nó đầy đủ như con. Nó gồm một cái dây mang nè, một cái chắn cỏ, một cái ổ cước, một cái lưỡi dao, một cái tiếp mở bu ri ha. Và em sẽ gửi kèm với bà con mình một cái chai nhớt Mitsuyama 100ml á, để bà con mình sử dụng ha. Rồi, rất là đẹp luôn. Để em khởi động bà con xem ha. Cái cò vàng này cò
đâu con. Này bà con mình gạt xuống, nó ca lớn lắm, nhỏ, ca nhỏ. Tắt, kéo nhẹ là chạy, cái này cực kỳ nhẹ nha. Rất là nhẹ. Thì cái dòng ba lô mà cái động cơ nó bắt cố định như thế này, mình cảm giác nó rất là chắc chắn rồi con, nó không có yếu ha, nó rất là chắc mà nó êm nữa. Bắt liền cái khung mà chỉ xoay cái động cơ, xoay bên cái bắp chuối thôi. Đó. Còn cái dòng này thì nó cái động cơ vẫn xoay được trên cái khung ha. Và nó chết cái này ha. Nó khác cũng hai loại, nhưng mà kiểu này mình thấy nó chắc chắn hơn, nó nhìn nó cứng cáp hơn ha. Rồi, bà con nào có quan tâm thì cứ alo ngay cho em ha. Dạ em xin cảm ơn, em xin chào ạ.